Rồi giới thiệu các bạn nha, đây bữa cơm là của Mèn Mén đây, Mèn Mén của Cao Nguyên Đá Hà Giang này, và món gà luộc sóc muối, ăn đúng kiểu món ăn truyền thống của người Mông đây. Bữa cơm của người Mông là ăn toàn nhảy các bạn nhé, ở trên đá là chỉ ăn nhảy thôi, không như ở dưới xuôi đâu. Chúng ta đến với món Mèn Mén nhé, Mèn Mén của Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Đây là lúc mình sàng này phải có nước đúng không? Vâng. Cái quy bắt đầu là phải đấy cho nước vào. Lúc thì trộn. Trộn. À. Cho nước vào. Thế thì sao mà nó rơi cứ nhỉ tí nữa. À thế những cái rơi này mình mới ăn được đúng không? Vâng. Thế còn những cái mà cái thừa là bỏ đấy. À cái cục là chính là cái bỏ đấy à? Vâng. À thế thì mình nghiền này quá chuẩn nhỉ? Đúng không? Thế có phải là chú tưởng là như thế này nghiền về xong rồi mình xoa nước là ăn được luôn nhưng mà cái này bỏ mà đúng không? Vâng, bỏ đấy. À. Đấy. Thế thì chứng tỏ là cái Mèn Mén này là nó chỉ cần hấp hơi ẩm thôi chuẩn ạ. Ừ. Nó chỉ lấy hơi ẩm của nước thôi chứ nó không được là ướt đâu. Nó ướt đồ là nó không tơi. Quá nó hỏng. Đấy, đúng rồi. Đây là lúc bắt đầu làm đấy các bạn nhé. Xong nó đồ đúng không? Đồ 3 lần đúng không? Đồ xong tí lại tái ra đúng không? Đấy. Rồi chúng ta tiếp tục theo dõi. Mèn Mén là phải có mỡ gà. Bắt đầu tiếp tục công đoạn chế biến món Mèn Mén các bạn nhé. Rồi. Sau khi rán mỡ gà xong chúng ta cho Mèn Mén vào để chúng ta đảo. Đây rang Mèn Mén đi nhé. Như này có đảm bảo ăn này đúng kiểu người Mông chưa? Đúng rồi. Đấy mỡ gà đúng không? Đấy thế chứ. Xong rồi tí nữa là chúng ta còn thêm kèm theo một món là gà sóc muối đúng không? Đây là hai bạn người Mông ở Mèo Vạc ở Đồng Văn, hai bạn người Mông ở Đồng Văn về để chế biến cái món Mèn Mén đấy. Đúng kiểu người Mông có cần nhiều mỡ hay chưa? Dạ yeah. Đấy cho vào đi, cho vào. Sau khi đấy chúng ta sẽ đổ vào đấy, các bạn nhìn thấy Mèn Mén rất chia tơi xốp này. Đấy đúng không? Đấy chúng ta cứ đổ từ từ đúng không? Đấy tí đập trứng vào chứ. Cháu lấy chỗ này ra mình cho 5 quả trứng gà vào. Đập trứng gà luôn. Ôi hút sẽ sạch mỡ rồi nhỉ, này không còn đang ừ. Đấy đập 5 quả vào. Đây là đầu bếp Sơn đấy, Sơn Mèo Vạc Sơn Đồng Văn mà. À Sơn Đồng Văn Ngọc Sơn Đồng Văn, hai đời chuyên gia đầu bếp về Mèn Mén đấy. Ông về rồi mai ngày kia chú dựng video xong rồi cháu mở cho bố mẹ xem nhé. Đấy đúng không? Đấy chúng ta có trứng rồi, ok nhỉ? Đấy, mấy quả rồi? 4 quả. À, quả cuối cùng 5 quả. Chú làm này chú ăn 1 tuần đấy. Đảo đều tay này. Và cái món Mèn Mén này gia vị chúng ta cho một chút mì chính, chút hạt lêm nhé. Hạt lên vẫn của hạt lên nha. Ok là mì chính. Tôi nhỉ, kết hợp là Mèn Mén với lại trứng nữa. Đâu chưa được đâu, đảo kỹ ơi. Trước đoàn trên kia cái cô ấy ở Yên Minh, cô hướng dẫn là phải ăn kỹ, đảo kỹ như rang cơm ấy.
đấy, mèn mén vào sóc đường bạn này, tươi này, phải không nhá Sơn? Tươi chưa? Nấu được anh nhỉ? Thế đợt trước chú ăn tôi không biết, chú đảo kỹ lắm. Có cần phải có nước ruột gà đảo cùng không? Có. Hả? Không có cần phải cho nước ruột gà vào đảo cùng ấy. Nước ruột gà? Ừ. Không cần đâu. Không cần đúng không? Không, tí cái này ăn thôi nhỉ. Món mèn mén nó thành công nhé các bạn nhé. Đây là rang mèn mén nó trứng này, cháu cho rau đây đi. Bạn cho thêm tí lá hẹ vào đi, nó ngon. Ok, đấy. Lá hẹ. Đấy, úi giời. Nhìn bắt mắt nhé. Món mèn mén đã thành công rồi, xong rồi. Ok. À, đến lượt làm món gà thiến ạ. Gà thiến này. Mèn mén ăn kèm với gà thiến này nó mới ngon các bạn ạ. Không, sóc muối mà, cho kia để sóc ăn. Sóc muối nhỉ? Cho này đổ nước này không? Không. Gà thiến phải sóc muối. Đấy. Ngon nhỉ? Gà này quá tuyệt vời. Rồi, giới thiệu các bạn nha. Đây, bữa cơm là của mèn mén đây. Mèn mén của Cao Nguyên Đá Hà Giang này. Và món gà luộc sóc muối. Ăn đúng kiểu món ăn truyền thống của người Mông đây. Bữa cơm của người Mông là ăn toàn nhảy các bạn nhé. Ở trên đá là chỉ ăn nhảy thôi, không như ở dưới xuôi đâu. Đây các bạn nha, đây là hai bạn người Mông đây. Hai bạn người Mông và Mèo Vạc đấy. Hôm nay bữa cơm chia tay hai bạn đấy. Gọi là chúc các bạn về nhà đi lính, khám đi lính sẽ trúng tuyển. Cạch gọi là béo. Rồi, giờ xin phép nha. Có quý gọi là cả nhà nha. Tôi thưởng thức món mèn mén đây. Béo một chị ạ. Vâng. Nào, vô đây. Nào. Rồi, chúc mừng món mèn mén thành công nhá. Nào. Rồi, chúc ngày 20 tháng 10 phụ nữ là xinh đẹp ra nhá. Đây mời cô, hai đứa là hoàn thành nghĩa vụ. Các cháu là các cháu là có người yêu mới nhá. Ai mà có rồi yêu thêm. Chứ không phải cô. Hai đứa. Ai có người yêu rồi thì yêu thêm. Về thì ai cô chưa có làm thì hai yêu tiếp. Làm quen một số đứa lớp cô nhỉ. Ngon thế. Ngon không? Ngon. Rồi. Đừng có sầu đấy. Nào. Quen đi nhỉ. Ăn đi. Ơ, chào mọi người nha. Đấy, ui, hay quá. Tôi đang thử ăn mình. Không nghe quay đâu. Ấy đi, xoay đi. Mời mọi người nha, mọi người. Đi trước. Nói tiếng dân tộc đi. Ăn rồi lại ngon không cháu? Ngon chú ạ. Tuyệt vời đúng không? Tuyệt vời luôn. Đấy. Ăn thêm thịt gà thiến đấy nhỉ. Thịt ăn còn nói chuyện nha. Gà muối đấy. Thằng cháu mời chia tay chú nhá. Ok. Chú lại mua bó hoa to nhất đấy. Đi về khám cái vụ trúng tuyển. Nếu mà không trúng tuyển thì tìm người yêu mới. Nhá. Mà có người yêu rồi thì lại tìm thêm đứa nữa. Anh hai. Chia tay chia tay người bạn đồng ăn. Thọ mổ nhiều. À đây. Đây để cho các bạn xem ăn mèn kiểu đúng người Mông nhá. Đúng chất người Mông nhá. Nào cho ăn xong cháu phát biểu cảm tưởng nào. Ngon. Ngon chú. Thế nào. Ăn kiểu này hay chứ nhỉ? Vâng. Nhưng mà không chan à? Chú xem trên mạng thì người ta ăn không. Mèn mèn nó chan đấy. Không chan, phải có một bát canh ở đấy riêng. Không mà ăn xong mà mình lại lấy thìa mình múc luôn. Đấy. Nhưng mà ăn kiểu này ngon hơn là ăn đồ hấp kia hơn nhỉ?
Vâng. Thì ăn thôi nhé. Đấy các bạn thấy ăn kiểu người Mông là mềm mén, ăn rất là thuần thục nhá. Ăn không liên tục. Không mấy ăn, không ăn mấy cô thiếu nữ chân dài nhỉ. Thì bắt mềm mén lộn nhỉ. Đẹp thế. Rồi. Tôi xin được kết thúc video đây nhé, tạm biệt các bạn nhé. Hẹn là hai anh bạn người Mông ở trên Đồng Văn nhé. Được không, nhất trí không? Có. Mời rượu chú đi, hai cháu mình. Cháu ừ, rồi, cảm ơn. Đây là nhung nhỉ?